10 sự thật đáng ngạc nhiên về sức mạnh của bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể đến với chúng ta như là công trình và quà tặng của cả ba ngôi, Đức Hồng y Raniero. Gần đây, một người bạn đã kể cho tôi rằng cha cô ấy đã từng giúp đỡ mẹ cô trong những việc bếp núc bình dị nhất. Một điều mà ông ấy thích làm là lột vỏ quả óc chó và phân loại chúng vào xô. Sau đó, ông sẽ tặng những túi hạt cho bạn bè và gia đình. Cha của bạn tôi gần đây đã qua đời. Vài tháng sau đó, cô bạn của tôi lại mở tủ lạnh để lấy một ít quả óc chó để làm bánh mì chuối. Khi nhìn vào túi óc chó, cô nhận ra rằng dù cha cô đã qua đời, ông vẫn để lại lương thực cho cuộc hành trình của cô. Ngay lúc đó, bạn tôi bất chợt hiểu một cách sâu sắc hơn về bí tích thánh thể. Chúa giê -xu biết mình sẽ lên trời, nhưng Ngài đã để lại cho những kẻ theo Ngài thứ gì đó để nuôi dưỡng họ, và đó không chỉ là của ăn đời này nhưng là chính mình và máu Ngài. Chúng ta được quan tâm. Chúng ta được chăm sóc. Chúng ta có một người Cha trên trời, đấng biết mọi nhu cầu của chúng ta và cố gắng ban cho ta những gì ta cần. Hình bánh mà hàng ngày chúng ta rước lấy không phải là một biểu tượng hay là của ăn đời này, đó là của ăn thiêng liêng thật, thịt và máu thật của đấng cứu thế, Chúa chúng ta. Bí tích Thánh Thể là sự nuôi dưỡng, bí tích này vượt lên trên nghi thức và tìm thấy sức mạnh cũng như bản chất của mình trong chính những hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Dưới đây là một số tác động đáng kinh ngạc của Bí tích Thánh Thể. 1. Hiệp nhất với Chúa Kitô việc đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể tháp nhập con người chúng ta vào thân thể của Chúa Kitô. Thánh Cyrilô thành Alexandria mô tả nó tương tự như khi sáp nóng chảy được kết hợp với một loại sáp khác. Hành trình của người Kitô hữu là một cuộc hành trình để trở nên giống Chúa Kitô, để ở lại trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Bí tích thánh thể là nơi điều ấy xảy ra. 2. Xóa bỏ tội nhẹ. Bí tích thánh thể xóa bỏ tội nhẹ. Xóa bỏ. Vì tội lỗi, Lòng nhiệt thành bác ái của chúng ta có thể bị ngăn cản bởi tội nhẹ. Nhưng khi chúng ta lãnh nhận thánh thể, chúng ta kết hợp với chính tình yêu, là đấng thiêu đốt những dấu tích tội nhẹ của chúng ta và khiến chúng ta được thanh tẩy và sẵn sàng bắt đầu lại. 3. Giữ gìn khỏi tội trọng. Dù đôi lúc chúng ta không nên rước lễ khi chúng ta nhận thức mình đang ở trong tình trạng tội trọng, chúng ta nên rước thánh thể càng nhiều càng tốt khi ta có thể vì nó sẽ giữ gìn chúng ta khỏi tội trọng. Nó giống như thể sức mạnh của thánh thể rửa sạch tội nhẹ trong tâm hồn chúng ta và sau đó phủ lên chúng ta một lớp áo bảo vệ giúp ta tránh xa tội trọng. 4. Tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Nhiều Kitô hữu nói về sự quan trọng của một tương quan cá vị với Chúa Giêsu, một điều rất thật. Nhưng chính nhờ bí tích thánh thể, chúng ta có thể thật sự gặp gỡ thân mật với con người Giêsu. Đức Benedicto 16 đã từng chỉ ra mối liên hệ này Ngày hôm nay cần phải nhìn nhận lại rằng Chúa Giêsu Kitô không chỉ là sự xác tín cá nhân hay một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một người thực mà việc người trở nên một phần của lịch sử nhân loại có khả năng đổi mới mọi người. Bởi đó, bí tích thánh thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh của giáo hội phải được diễn giải trong một linh đạo, thành đời sống theo thánh thần, tông huấn bí tích tình yêu sacramentum caritatis. 5. Cho ban sự sống Theo sách giáo lý hội thánh công giáo, bí tích thánh thể bảo toàn, Phát triển và canh tân đời sống ân sủng đã nhận được trong bí tích rửa tội. Nói cách khác, việc đón nhận thánh thể làm gia tăng đời sống ân sủng đã hiện diện trong ta, nghe còn tuyệt hơn một chuyến đi xa. 6. Kết hiệp với thân mình Chúa Kitô. Vì chúng ta càng được kết hiệp gần hơn với Chúa Kitô thông qua bí tích thánh thể, chúng ta càng được kết hợp chặt chẽ hơn với tất cả những người khác, những người cùng lãnh nhận bí tích thánh thể. Nói cách khác, bí tích thánh thể giống như chất keo kết nối chúng ta với Chúa Giêsu và với mọi anh chị em khác trong giáo hội. 7. Dấn thân cho người nghèo, những lời của Thánh Do An Kim Khẩu làm xấu hổ nhiều người trong chúng ta, những người rời bàn tiệc thánh thể mà không quan tâm đến Chúa Kitô nơi những người nghèo. Bạn đã rước máu của Chúa, nhưng bạn không nhận ra người anh em của mình. Bạn xúc phạm bàn tiệc này khi bạn xem ai đó không xứng đáng chia sẻ thức ăn của bạn dù người đó được xem là xứng đáng tham dự bữa ăn này. Thiên Chúa đã giải phóng bạn khỏi mọi tội lỗi và mời gọi bạn đến đây, nhưng bạn đã không trở nên nhân từ hơn. 8. Niềm an ủi thiêng liêng Việc rước lễ là việc nếm trước hạnh phúc thiên đàng đến nỗi nó có thể tạo ra niềm hạnh phúc trong chúng ta như chúng ta cảm nghiệm sự kết hiệp đích thật với Thiên Chúa. Nếu chúng ta cảm thấy bị đánh gục bởi những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể chạy đến với bí tích thánh thể, nguồn mạch của hạnh phúc và xin Chúa đỗ tràn trên chúng ta niềm an ủi và bình an của Ngài. 9. Sự giao hòa Trong Thượng hội đồng về bí tích thánh thể năm 2005, các giám mục đã thảo luận về cách mà việc đón nhận thánh thể ở những vùng bị chiến tranh tàn phá đã biến đổi dân chúa và cho họ động lực để tìm kiếm hòa bình. Nhờ vào việc cử hành thánh thể, các dân tộc đang xung đột có thể tụ họp quanh lời chúa, nghe sứ điệp có tính tiên tri của người về sự hòa giải qua sự tha thứ vô điều kiện và nhận được ơn hoán cải cho phép họ chia sẻ cùng một bánh và chén. Tông huấn bí tích tình yêu Sacramentum Caritatis, Proposition 49 10. Cho chúng ta một điểm quy chiếu trong cuộc sống nếu chúng ta thật sự hiểu bản chất sâu xa của bí tích thánh thể, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung cuộc sống của chúng ta quanh việc cử hành thánh thể. Không có gì trong cuộc sống của chúng ta quan trọng hơn việc cử hành thánh thể, dù là bóng đá, việc hội họp hay dã ngoại. Không có gì quan trọng hơn cuộc hẹn hàng tuần của chúng ta để nhận được phương dược từ Chúa Giêsu, vị bác sĩ tâm hồn. Tất cả những tác động đáng ngạc nhiên này và nhiều điều khác nữa có thể là của bạn vào Chúa Nhật này. Hoặc tốt hơn nữa, hãy thử tham dự những thánh lễ hàng ngày gần nơi bạn sống. Nhưng hãy nhớ rằng nội tâm của bạn khi lãnh nhận bí tích thánh thể có thể quyết định bạn mở ra thế nào cho những tác động mạnh mẽ ấy. Vì vậy, hãy tôn kính, chú tâm và cầu xin Chúa ban cho bạn qua sức mạnh của bí tích thánh thể, mọi ơn lành mà bạn cần trong cuộc sống lúc này. Như người cha nhân lành, Ngài sẽ lắng nghe bạn.